Local nay mày gặp phải po po truyền thống gặp mày oh no, còn tao đạp mày dính vắt nà. Tính cách thì cái miệng mày bô bô, chỉnh có đéo mà solo. R&B khi quách hả này thêm ớt vào trong một track để mấy thằng rap này gây nghiệt. R&B mày thu con cả phong cách những thằng gay, vì comment mày xóa khi gây chuyện thôi thì để tao đây duyệt. Ừ thì đúng mày tắm đàn bà nên tao cũng thấy mày gây thiệt. Gây tao phô cực click thằng cách xuống bọn mày ngang trái voi, tao mang cái body bag tụi mày gặp xui giống như trải giờ mà kẹt thang máy voi. Tao hả mày do ván mấy thằng fan mày cứ việc khoái coi nhạc R&B mày hát cũng đéo thấy mượt mà cắt tao đái voi. Cắt mày xạo lồn số hồn như con chó mới đi như cú mẹ mày khỏi hỏi sao mà căng dữ. Thằng đàn bà muốn làm đàn ông thì để tao tặng cho quân tử. Local boy fuck that vegan R&B hear my dick suck that bitches. Local boy fuck that vegan R&B hear my dick so suck that bitches. Lại là mày sống dơ nè, lại là mày phép ngu ngu nè, thì lại là mày. Người ta xây ta cặp này phá và cái ta cặp đó chính là mày. Bitch, ra bao nhiêu lâu rồi tao chửi mày vẫn không khôn nổi. Tao đéo ăn theo sự kiện cũng đéo vì fan mà vì mày nông nổi. Cũng cướp mày chạy vào rap nơi bao nhiêu người gây công xây, trong đó có cả thằng anh mày thì mày lấy có cả gì ngông đây. Tao đéo cần biết việc mày đốt có thật sự hay là không, nhưng hip hop để bị nhục mặt thì là sự thật đó cái thằng ngông. Hay mày dẹp hay chữ MC và đừng vỗ ngực rằng mình giống nhất, vì cứ xử như thằng cùng lòng còn nhất cách sống thì lại sống cứ. Bitch for the body bag à, cách sống tao body bag. Mày body bag những rapper khác nhưng trong cái túi lại đéo có xác à. Ừ cũng đúng mày body bag mà, xong giờ ai có thể chống. Rất cái body bag mày có là bọc ni lông với nguyên một giống. Cứ mày nghe em chơi như vậy thì trong rap mày không đất sống. Tính từ lúc thời điểm mày nổi toàn mấy chuyện ngu khi mày cất giọng. Trong cơ thể phần người mày còn như khổ và cứt thì lại chất đóng. Tao đến và lấy nội tạng mày đi vì vốn sự thật thì không mất lậu. Đồng chặt và xiết cả nhà mày trước một lúc mày chút cơn say ngủ. Xuống dọc một đường ngay sát thành cha mày đã đâm thật nhanh vào ngay cổ. Tiếp tục dùng dao làm mẹ mày chết trong một bên ngực ở ngay vú. Đưa xác của mẹ mày vào trong tủ để máu nhuộm đỏ các thay đồ. Tao đưa phần ngực cắt được vào mũi ba mày dùng kim rồi may lại. Tao không thật chặt như một điểm báo sau này đừng chọc vào tay hại. Máu đã gặp trạng phòng ngủ ba mẹ mày khi mày đang ở trong cơ phê. Khác vú mẹ mày nếu mà cứng thì ba mày sẽ trở thành con tê. Cả người tao tắm máu bước thật chậm vào phòng mày, vì nếu ngày mai đó có sốc là do tao đến căn nhà này. Tao cắt phần miệng của mày đi trước rồi thêm vài dao cho khỏi la hét chú bác mày, thì giờ đó cũng ngủ hàng xóm cũng ngủ đến khỏi ai mé. Mày lớn thay vào góc tường không xưng cả mắt đừng giết em. Tao tiếp tục tắm vào hai con mắt đến khi màu chuyển sang tím đen. Mạnh mắt mày ra rồi đổ axit khoét bóp chồng đen, trừ lại chồng trắng lấy dao đọc hết cả tóc của mày. Từng cơn đau thấu dù cố gồng gắng, máu từ vết thương mày đổ xuống nhuộm cả bộ đồ mày đỏ tươi. Một lấy mẹ mày gắn vào đến bánh miệng mày ra tao xỏ lưỡi cả phần giết cười như bức tranh đỏ. Mày chảy máu dần rồi chết luôn. Tao lấy khẩu trang bịt miệng mày lại cosplay cho mày thành Deadpool. Việc die motherfucker.